thay bóng đèn thành bóng led có qua được đăng kiểm. Dù chỉ thay bóng halogen thành bóng led cùng chân, không độ chế gì cũng sẽ bị coi là lắp sai chủng loại và không qua được kiểm định. Nhiều người cho rằng đèn chiếu sáng trên xe ô tô nếu đang sử dụng loại bóng halogen, muốn thay sang bóng led thì cách đơn giản và tiết kiệm nhất là tìm bóng led cùng loại chân đèn với bóng halogen của xe và chỉ thay loại bóng khác như vậy vẫn sẽ được đăng kiểm bình thường. Tuy nhiên điều này là sai. Về nguyên tắc đèn xe cũng là bộ phận được nhà sản xuất đăng ký chứng nhận kiểu loại với Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Nên dù chỉ thay bóng halogen thành bóng LED cùng chân, không độ chế gì cũng sẽ bị coi là lắp sai chủng loại và không qua được kiểm định. Bên cạnh đó, nếu chủ xe độ chế đèn, lắp BI LED hay BI Xenon sẽ sai với chứng nhận kiểu loại của nhà sản xuất và trường hợp này chắc chắn cũng sẽ không qua được bài kiểm định khi mang xe đi đăng kiểm định kỳ. Ngoài ra, ô tô nếu bị phát hiện lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước, phía sau không đúng với thiết kế của nhà sản xuất cũng sẽ bị từ chối đăng kiểm ngay lập tức